お、鯉、もういっぱいいる、湯川さん。わ、すごい。すごい。ハー君が餌くれると思ってるから来てる。そうですね。すごい。それにお勝ちやって。多分餌くれると思ってるんだよ。餌。餌。ご飯、ご飯。ああ。で、寄ってきてるんだよ、みんな。すごいね。よかちやってない。ランコンオンズウルニャッ。わあ、すごい。あ、見てきた、見てきた。あ、白いもいる。わあ、わあ。すごいね。みんな聞こえるかな。みんな見えるんじゃないの。聞こえてるの。見えてる。あ、ほら、みんな寄ってくるよ。俺、あっちはすごいでかい。ご飯くれると思ってるから。すごいね、うん、ご飯タイム、ご飯タイム。Mình sẽ mời mọi người vào ngắm cái vườn mai này nhé. Vườn mai này ở khu làng cổ của Nhật Bản. Cái địa điểm này có tên tiếng Nhật là Sobonomura. Đấy, đây là hoa mai đấy. Hoa mai, hoa mơ đấy. Nó nở tàn hết rồi, người ta vừa cắt cành để chuẩn bị cho mùa hoa sang năm. Nhưng mà bây giờ còn sót một ít. Hôm nay mặc dù trời mưa nhưng mà anh bạn, người làm cùng công ty là tổ trưởng, đã tạo điều kiện tối đa và để đưa mình đến đây. Lần này là lần thứ hai để mặc bộ quần áo của võ sĩ samurai Nhật Bản để chụp ảnh, mang về làm kỷ niệm, tranh thủ quay một chút video ở ngay phía bên cạnh. Còn khu vực đấy nó ở đây trong ngôi nhà này. Đẹp thế. Hoa mai, còn hoa anh đào của Nhật thì ở khu vực Tokyo chưa nở đâu. Đẹp không? Mọc hoa, mọc ra ngay thân cây luôn. Ở đây có mấy gốc hoa mai rất là đẹp. Sugoi kire, Yukawa-sa. Đẹp lắm. Hôm qua thì công ty đã tổ chức bữa tiệc chia tay, tiếng Nhật là Sobetsukai. Ôi, vui lắm. Này, những bông hoa tàn nở có và những cái nụ đang bồm bộp cũng vẫn còn rất là nhiều. Cho nên nhìn ở khu phía góc độ này nhìn vào thì thấy rất là đẹp, rất là rực rỡ. Yukawa-san, mieru ka kao yoku mieru. Tori yo. Kono kiroi datsu. Nan da no kore wa? Eh, kore wa. Chả biết đây là cái hoa gì mà nó nhiều đến mức như thế này. Đây là toàn bộ khu vực phía bên ngoài của cái nhà để thay quần áo này, chụp ảnh võ sĩ samurai. Mặc vào nhìn giống lắm. Mình vào trong nhá. Đấy, ở đây phía bên trong này rất là đẹp. Đi ra ngoài ngồi cùng anh bạn. Kyo wa yoku mieru desu ne. Ofuku.